Rồi, xin chào anh em trên kênh YouTube ha. Nay em giao lưu với anh em vài dụng cụ xài hơi ha. Bữa anh nào hỏi bắn đinh ép, bắn đinh vít hơi đồ ha. Rồi, với lại em giao lưu số máy ha, trong đó có con máy mài, máy khoan lên em hai ha. Với lại dây điện, ổ điện ha. Nay em giới thiệu với anh em bên anh em mấy con cái phích chống vỡ đó nè. Đó. Rồi, tí em giới thiệu từng con cho anh em xem ha. Em giá cả nó có thơm không? Rồi, em giới thiệu từng con đi. Đây, con số 1. Đó. Một con bắn đinh ép ha. Đinh này là đinh ép nha anh em. Ở trong em kêu bằng đinh ép ha. Đó. Anh em nhiều anh em không 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 phân biệt được đinh ép và đinh chỉ ha. Nhiều anh em kêu cái này là đinh chỉ nhưng mà thật chất không phải ha, này là đinh ép ha, nó to hơn cái đinh chỉ ha. Đinh chỉ nó giống y chang như vậy nè nhưng mà nó rất là mỏng ha, nó nhỏ hơn ha. Này là đinh thông dụng mà anh em thợ mộc xài nhiều nè ha, anh em xài nhiều. Còn đinh chỉ thì anh em ít xài hơn, đinh chỉ thì dành cho mấy anh em làm lồng chim với lại mấy anh em bắn nẹp nẹp cái nẹp cửa mà tủ, nó tủ mà tủ thờ đồ đó. Cái nẹp nó nhỏ cho nên em bắn đinh chỉ nó đẹp hơn ha. Còn đinh này là đinh ép ha, em kêu bằng đinh ép ha. Rồi, con đầu tiên em giới thiệu với anh em là con bắn đinh ép mắc 211 FB ha. Đây thông số ở đây đó, con bắn đinh ép ha, TA 211. Con bắn đinh này sử dụng được đinh từ 2 phân đến 5 phân ha, made in Japan nha anh em. Áp là trên 4 kg ha, 4 kg trở lên là bắn được ha. Con này nó có chỉnh nông sâu đinh ở đây ha, à, chỉnh nông sâu đinh ở đây. Khóa cò là anh em bật cái này ra là chế độ an toàn, anh em bóp cò không được ha. À, khóa cò, chỉnh nông sâu đinh, chế độ an toàn nữa là anh em để vậy nên bóp nó không ra đinh nha. Đây em gắn hơi lên cho anh em xem. À, nè, bóp không ra đinh ha. Anh em nhấn cái đầu này vô nè, nhấn cái đầu này thụt vô nè. À, anh em nhấn nó bấm nó mới ra đinh ha. Đó là chế độ an toàn ha. Nó hay hơn cái thằng chính hãng Makita mình ha. Chính hãng Makita mà em để giờ anh em bóp nó ra đinh ha. Báo hết đinh ha, tức là đầy đủ chức năng luôn ha. Đầy đủ chức năng ha. Con này full thùng ha. Nó có cả cái mắt kiếm nè. À, cái mắt kiếm để anh em đeo khi bắn nè. Nó bảo vệ an toàn ha. Chứ em tặng anh em thêm một mớ đinh ha. À, trong đây nó có đinh sẵn, đinh là đinh 3 phân ha. Rồi em test cho anh em xem ha. Để vậy là bóp không ra ha. Anh em đè vô anh em bóp mới ra ha. Đó. Hoạt động hoàn hảo nha anh em. Đầy đủ chức năng ha. Rồi con này mã số 1. Mã số 1. Mã số 1 em giao lưu với anh em giá là 900k em bao ship ha. 900k bao ship nha anh em. Em nói sơ lại tí ha, một con bắn đinh ép ha, sử dụng hơi ha, áp trên 4 kg ha, 4 kg cho lên là bắn thoải mái ha. À, bắn được sử dụng đinh từ 2 phân đến 5 phân ha. Máy đầy đủ chức năng, nó có báo hết đinh, chỉnh nông sâu đinh, cái độ an toàn, khóa cò. Đó. Rồi giá 900 em bao ship. À, con thứ hai ha. Con này không thùng ha. Con thứ hai cũng là một con bắn đinh mắc ha. Nhưng mà con này là TA255 ha. Nó bắn đinh được từ 2 phân đến 55 nha. Đây thông số nó đây. Made in Japan anh em ha. Đó. Này sử dụng được đinh từ 15 luôn, từ 10 từ 1 phân rưỡi cho đến 55. Áp trên 4 kg ha. Đó, mắc TA255 ha.
cũng đầy đủ chức năng như con kia ha. Đây khóa cò nó nằm đây ha, khóa cò nằm đây ha, này là khóa cò chỉnh lông sâu đinh đây ha, chế độ an toàn ha, báo hết đinh nè. Đây nó có đinh sẵn, đinh này cũng 3 phân ha. Rồi em test máy này xem ha. Để giờ là bóp không ra đinh đâu. Hoạt động hoàn hảo nè ha. Con này con khá đẹp ha. Rồi mã số 2. Mã số 2 em giao lưu với anh em giá 800k ha. 800k bao ship luôn đi, cho nó máu luôn. Ship 40.000. Mã số 2 dán đây đi. Rồi, một con phấn đinh mắt ha, TA255. Áp là 4kg trở lên ha. Bắn đinh được từ 15 đến 55 luôn ha. Tức là 1 phần rưỡi đến 5 phần rưỡi ha. Máy in dao văn ha. Đầy đủ chức năng ha. Khóa cò chỉnh nông sâu ha. Chế độ an toàn báo hết đinh ha. Giá 800k em bao ship ha. Rồi. Con thứ ba. Con thứ ba cũng là một con bắn đinh mắt ha. Con bắn đinh mắt ha. Mắt giống cái con trong thùng hồi nãy ha. Nhưng mà con này không có thùng ha. Đó. Con máy in dao văn ha. Đinh từ 20 đến 50 ha. Áp trên 4kg ha. Có đầy đủ chức năng hết nha. Giống con nãy ha, em không giới thiệu lại ha. Con này nó hơi bị chốc sơn tí ha. Rồi test để coi có đinh không. À con này chưa có đinh. Bỏ đinh vô. À em quên nữa. Mấy con hồi nãy là đuôi là xoay 360 độ hết nha anh em. À, cái đuôi của nó, con mắt nãy cũng vậy ha. Con mắt nãy cũng đuôi nó xoay 360 độ ha. Xoay nghiêng được luôn nè. À, ha. Thẳng lại cũng được luôn ha. Đuôi là xoay 360 độ anh em dễ làm hơn ha. Để dây bớt không ra đinh ha. Đè không đủ lực. Con ngon ta. Khi vô hơi. Ủa. Kẹt đinh hay gì. À kẹt đinh. Tôi mới test đây mà sao giờ nó chạy rồi. Rồi con này lỗi rồi, để lại đi anh em. Xem lại coi nó bị gì. Thôi mới test thôi. Mới test hồi tối đi mà sao giờ nó không chạy. Rồi con này bỏ lại ha. Rồi con thứ ba em giới thiệu với anh em ha. Một con vít hơi ha. À, con vít hơi hàng Nhật Bản ha. Con này nó có nên nó sẽ vít nha anh em, nó xài mũi vít vô đây ha. Mũi vít lục giác ha. Anh em kéo này ra bỏ mũi vít vô rồi bỏ lại ha. Nó có điều tốc trên cò luôn ha. Nè. Đảo chiều đây ha. Rất mạnh nha anh em. À, con này em giao lưu với anh em con số 3 ha. Em giao lưu với anh em giá là 500k cả ship ha. Rất gọn nha anh em. 500k cả ship ha. Cái lớp
Cái lớp này là cái lớp cao su nó bảo vệ máy chống trầy xước rồi ha. Rồi có điều tóc trên cò nha anh em, đã đảo chiều nằm số đích này ha. Rồi. Rồi, hết đầu hơi rồi, rồi giới thiệu gì nữa đây, máy máy 110 trước đi. À, máy 110 trước lát 220 giới thiệu sau ha. Rồi, tiếp theo là một con mài hai đá, mã số 4. Số 4 một con mài hai đá Ryobi ha. Con này mới cực kỳ nha anh em. Đó, zin 100% luôn ha. Mới đét ha. Sơn zin nguyên bản ha. Em không bán hàng sơn lại ha. Mài hai đá Ryobi G6 ha. Điện 100V Hà Nội đi Nhật ha. Công suất là 120W ha. Dòng tua là 3600 dòng ha. Hai đá này là hai đá Ryobi ha. Hai đá Ryobi zin theo máy luôn ha. Đường kính là 150mm ha. Rồi em test máy ha. Này, hoạt động hoàn hảo ha. Em ru bài ru. Con này em giao lưu với anh em trên YouTube giá 1 triệu cộng ship ha. 1.000k cộng ship nha. Này anh em xài gia đình là ok ha. Một bên đá nó là một bên đá dày, một bên đá mỏng nha nè. Giá là 1 triệu cộng ship thôi. Thôi em nói lại ha, mài hai đá Ryobi G6 ha, điện 100V Hà Nội đại Nhật, công suất 120W, dòng tua 3600 dòng, hai đá Ryobi in theo máy 150mm, giá là 1 triệu cộng ship. Giá 1 triệu cộng ship nha nè. Đấy, tiếp theo một con cưa gỗ Makita, dòng này là dòng bền nhất trong các dòng cưa gỗ ha. Vì đế nó đế Atimon mà vỏ nó vỏ nhôm ha. Đồ này là siêu trâu bò luôn nha. Đó giờ em chưa thấy con này hư bao giờ. Rồi, quen dặn cho anh em xem ha. Nó mới ken xà quen ha. Đó, dây nguồn zin luôn ha. Đây thông số máy của anh em ở đây. Đó, cư gỗ Makita 5805A ha. Điện 100V Hà Nội đi Nhật, công suất là 1050W ha. Dòng tua 4700 dòng ha. Sử dụng lưỡi từ 175 đến 190 ha. À, cái lưỡi zin theo máy này là lưỡi Makita 190 ha. 190mm, lưỡi Makita 190mm ha. 52 răng ha. Cắt sâu được 7 xăng ha. Rồi em test máy ha. Dây nguồn Makita zin theo máy luôn nha anh em. Đế Atimon chấm công viên ha. Có thắng từ anh em ha. Chạy êm như chó thở ha. Ở đây nó có thể nghiêng ha. Nghiêng 45 độ một bên ha. Nghiêng qua thì nó sẽ có cái này cử. Cái cử để mình chỉnh cái độ nghiêng á. À, con ốc này nó sẽ cắn vô cái gờ này. À, mình chỉnh được độ nghiêng. Ví dụ như anh em không muốn nghiêng 45, anh em nghiêng 40 hay là bao nhiêu đó, 33, nếu là nghiêng lẻ thì anh em chỉnh con ốc này ha. Đây là gài mở lưỡi ha, gài để mở lưỡi. À, ở đây nó có cái cử, cái bàn này nè. À, nó có cái cử, anh em mở hai ngóc này ra, ốc đây một con, đây một con, đây chứ, đây một con là anh em kéo cái cử này ra cho nó hẹp cái miệng của cái bàn lại, em kéo cho anh em xem. À, mở hai ngóc ra, kéo cái cử này ra ha, đó. Nè ha. Kéo ra nó sẽ hẹp lại ha. Rồi. Con này là siêu trâu bò nha, bền vô địch luôn ha. Con này mã số 4. Em giao lưu với anh em giá 800k thôi. Clip này bán giá mềm mềm cho anh em chia sẻ đồ.
cho nó tăng lượt xem rồi. Anh em cho em xin một like luôn nha. Những cái máy này là em đã kiểm tra từ trong ra ngoài rồi ha, vệ sinh rồi hết ráo rồi ha, dầu nhớt đồ hết rồi, anh em cứ yên tâm ha, mua về là xài thôi. Em không bán hàng kiểu mà mua bãi về ghim chạy là bán nha, tất cả máy em vừa mở là kiểm tra hết ha. Rồi em nói sơ lại một tí ha, một con máy cưa gỗ Makita ha, 5805A, điện 100V, hàng đội ni Nhật, công suất 1050W, dòng tua là 4700 vòng ha. Sử dụng lưỡi là lưỡi zin Makita lim theo máy là 190mm ha, cắt sâu 7 cm. Bàn đế Atimon chấm công bên ha, nghiêng 45 đường một bên ha. Đó. Vỏ nhôm đế Atimon giá là 800k. Rồi, em qua luôn con mẹ. À, con tiếp theo là hai con điện 22 ha. Con này là hàng Nhật bãi em lên. Tính lên 22 nha anh em. Em đổi điện. Hai con máy này là điều hàng Nhật bãi ha, em lên 22 ha. Rồi em giới thiệu trước con máy mài. À, con này nó có mã mới nên em bấm mã mới cho anh em xem. Đây, mài Makita 9500. Đó, này thấy mã mới của nó không? 2,2 triệu đến 2,3 triệu một con ha. À, tại sao con máy mài nó lại mắc như vậy ha? Tại vì con này là siêu bền. Bộ nhông này là anh em xài tới đời con, tới đời con của anh em luôn, còn cũng nó cũng chưa hư nữa. Bộ nhông này rất là bền. Đó giờ em chưa thấy nhông này hư. Nhông với cốt của nó cứng, nó làm bằng thép. Hôm trước em có tìm hiểu trên mạng nó làm bằng cái thép gì là chống mòn, thép của nó là thép chống mòn. Rất là bền. Đây em giới thiệu thông số của nó ha. Mài Makita ha, này mài Makita. Mài Makita 9500N ha. Đó, điện 100V, con này hàng nội địa Nhật ha. Công suất là 570W, dòng tua của nó là 12.000 vòng. À, không yếu đâu nha anh em. Anh em thấy công suất nó 570W nhưng mà nó là 12.000 vòng ha. Đây ốc vít nè, 7 màu hết nha anh em. À, anh em muốn coi nhông nó không? Em mở ra cho anh em coi. Em mở ra cho anh em coi nhông nó ha. Những con nào dễ mở em sẽ mở trên clip luôn cho anh em tin tưởng luôn ha. Mà ốc vít nó là 7 màu hết luôn. Đây. Dở ra cái là hết hồn anh em, thấy chưa? À, mà bò vàng ươm luôn. Nhông là chưa có dấu mòn của nhông này, anh em xài năm mấy, hai năm nữa cũng chưa có dấu mòn. Nhông nó cực kỳ là cứng. Bền lắm. Nhông này là siêu bền. Con này em đã quấn lên 22 cho anh em rồi ha. Em quấn là có cân ly tâm ha. À, em cũng nói với anh em luôn là em là thợ điện cơ ha. Thợ điện cơ em làm là được 20 năm rồi ha. Làm nghề em làm nghề thợ điện cơ là 20 năm. Em bán đồ bãi này cũng được 10 năm. Đây, test máy. Ốc vít này 7 màu hết luôn nha anh em. Đó, thấy không? Em bà cố luôn ha. Đó, em như chó thở. Còn rất mới nha anh em. Đó, em đã lên 22 rồi. Tại bữa có anh nào anh kêu em lên mấy con hàng 22 nha. Nay em cố gắng em lên cho anh em xem ha. Rồi. Mã số 5. Con này em giao lưu với anh em giá là 700 em bao ship ha, hoặc là 650 anh em chịu ship ha, nó cũng vậy à. 700 em bao ship ha, Vinh
Dây nguồn zin luôn nha anh em. Nói chung là zin đét chỉ có phần điện là em quấn lên 22 thôi. Có cân ly tâm, có bảo hành cho anh em ha. Rồi, em nói sơn làm cái ha. Một con mài Makita 9500N ha. Điện 100V Hà Nội điện Nhật, em đã quấn lên 22 ha, có cân ly tâm, bảo hành cho anh em 30 ngày ha. Bảo hành phần điện ha. Rồi, 570W ha, dòng tua là 12.000 dòng ha. Máy mới 90% nha anh em. Đó, giá là 700 em bao ship. Rồi con tiếp theo, một con khoan à, khoan này khoan hai chức năng ha, có búa ha, khoan hai chức năng, có búa, có đảo chiều ha, đảo chiều nó nằm đây nha nè à, đây thông số nó hơi bị mờ nha nè, nhưng mà con này em thuộc cái thông số của nó cho nên là anh em có gì yên tâm ha. Con này là à, cái mã này cũng có mã mới nè, HB1640 nè à, Makita HB1640 ha. Công suất con này là 800W nha, 810W nha. Đó, công suất con này là 800W ha. Dòng tua là 3.200 dòng ha. Điều tốc từ 0 đến 3.200 dòng ha. Đảo chiều ha, có hai chế độ ha. Con này em cũng đã quấn lên 22, có cân đi tầm cho anh em ha. Test máy à, điều tốc nha anh em, rất nhuyễn luôn ha. Đảo chiều ha. Con này nó có khóa mở đầu khoan luôn nha nè. Đó, khóa mở đồ khoan luôn ha. Điều tốc siêu nhuyễn ha. Dây nguồn zin theo máy luôn ha anh em ha. Rồi. Con này em giao lưu với anh em giá. Con này mã số 6 ha. 800 bao ship nha anh em. 800 bao ship ha. Nhắc lại một chút ha, một con khoan Makita ha, hai chức năng ha, có búa ha, HB1640 ha, công suất là 820W ha, điều tốc từ 0 đến 3.200 dòng ha, có đảo chiều ha, có khóa mở đồ khoan ha, dây nguồn zin luôn ha, giá 800 em bao ship ha. Rồi em bao luôn. Cái gì đây? Cái mấy đây. Đó. Em gắn được mấy sợi dây Nhật ha, 8 mét trở lên ha, à, có sợi 7m9, 6 sợi, em còn nhiều ha, nhưng mà em không có thời gian nhiều cho nên em gắn sẵn ha, cái ổ điện ha, gắn sẵn ổ điện chống vỡ, ổ này là ổ Việt Nam nha anh em, em nhắc lại ha, ổ này là ổ Việt Nam ha. Ở Việt Nam nhưng mà chất lượng của nó là rất chất lượng nha anh em. Tại vì hàng này em bán rất là lâu rồi. Lúc mà em mới vừa bán đồ online là em bán cái hàng này. Nó rất là bền ha, chống vỡ. Không thể nào bể được tại vì nó bằng nhựa PVC, nhựa này nhựa chịu nhiệt ha. Chịu nhiệt, chịu lực ha. Ở trong này là bằng đồng 100% nha anh em, chứ không phải nhôm ha. Đồng mà làm rất là dày. À, anh em thấy không? Nhìn xuyên qua anh em thấy là nó rất là dày ha. Chiều tải của nó là 3.500W ha. Tải của nó được 3.500W 16A ha. Không vỡ nha anh em. Búa đập cũng không vỡ ha. Bằng nhựa này sao vỡ được. Cái hay của cái này à, nó có bữa nay em giới thiệu anh em cái phích nữa. À. Nó cũng đi với nó luôn ha, cái phích chống vỡ ha. À, phích nó đây. Nó cái hay của nó là một cái hay của cái ổ điện này á, là anh em ghim vào rồi á, ghim thì nó hơi khó nhưng mà ghim vào rồi không thể ruột ha.
À một cái hay nữa là chân này á, cái phích này là chân 5 ly ha, chân này là chân chuẩn ha, 5 ly là lớn nhất ha. Những cái chân mà chân giỏm 2 ly hay 3 ly anh em ghim vô nó vẫn bót nha. À, nó hay cái đó là nó ôm được. À, cũng không không khó lắm nè, nhưng mà khi rút ra là không thể rút ha. Rất cứng nha. À, đặc biệt là cái phích này có đèn, cái ổ này có đèn luôn nha anh em. Phích có đèn, ổ có đèn luôn ha. Anh em ghim á, anh em ghim từng bên, rút ra cũng rút từng bên về rất dễ ha. À, ghim được phích dẹp luôn nha anh em. À, lúc nhét cho anh em nhét từng bên. À, nó rất dễ vô ha, nhưng mà khó vuột ha. Rất khó vuột ha. Này cái máy này mà anh em để cái ổ điện vậy anh em treo lên ha, thì em treo được cái máy khoảng khoảng 10 kg ha. Em đã test rồi ha, treo được cái máy 10 kg ha. À, em kết hợp với lại cái ổ này nè, em đấu vô dây Nhật ha, dây Nhật bãi ha. Tất cả dây này đều là vỏ cao su hết ha. 6 cộng dây em lên đây là dây Makita hết ha. Đây dây Makita. Đó, nó có một Makita ha. Dây Nhật bãi vỏ cao su ha. Chiều tải của 6 cộng dây này là 12A ha. Dây 7m9 8m đổ lên, chỉ có một dây 7m9 thôi, còn tất cả đều 8m đổ lên ha. Đó. Một sợi dây như vậy có ổ gì luôn em đấu sẵn luôn là 250k một sợi ha. Để em ghim đèn cho anh em xem nó có đèn hết ha. Đó, nó có đèn nha anh em. Anh em thấy không? Ừ, có đèn ha. Cái phích có đèn luôn ha. Em ghim cái phích vô cho anh em xem nè. Nè, hai thằng này có đèn ha. Có đèn báo ha. Chống vỡ ha. Một sợi dây với dính ổ luôn em đấu sẵn ha. Là em bán 250k ha. Đây em chỉ anh em cách đấu dây nè, anh em mở ra cho anh em xem em đấu ha. Em gắn dây. Gắn kiểu này là không thể nào vuột ha. Đó. Tức là cái nhựa của phần dây điện này anh em đưa nó vô cho con ốc này nó cắn luôn ha. Ngóc đầu tiên nè, nó sẽ cắn cái phần nhựa này luôn thì nó không bị tụt vỏ ha. Còn con ốc ở trong thì nó cắn dây đồng ha. Đó, anh em canh sau á, mà để phần nhựa này nó lọt vào trong này luôn. Để cái con ốc đầu tiên này nó sẽ cắn phần nhựa luôn. Rồi cái phần nhựa đen này nè, anh em đưa vào sát nhất có thể. Đưa vào sát cái bát này nè. Sát nhất có thể để cho cái phít ở ngoài cái vỏ ngoài nó sẽ cắn cái phần nhựa này luôn. Thì nó sẽ không vuột được ha. Đó. Một sợi dây như vậy là với lại ổ luôn. Là em bán 250 một sợi ha. Anh em ra nào lấy hai sợi là em bao ship ha. Chiều tải của nó là 12A, dây chiều tải là 12A, còn cái ổ chiều tải là 3.500W lần ha. Đó. Dây là 250 một sợi, hai sợi em bao ship ha. Ổ này á. Ổ này em nói lại là hàng Việt Nam nha. Hàng Việt Nam. Tất cả những đây đều được bằng đồng ha. À, chiều tải của nó là 3.500W ha, 16A. Cái ổ này là anh em sẽ bắt gặp anh em khác, những anh em khác bán trên YouTube hoặc là bán Facebook gì đó hoặc Shopee gì đó, thì cái ổ này giá của nó là 65.000, nhưng mà em là ngày xưa em là đại lý cấp 1 của thằng này cho nên là em bán anh em giá 60k thôi. À, cái ổ này 60k. Cái phích này á anh em khác bán là 25.000, em bán anh em 20.000 ha. Là một cặp như vậy là 80.000. Một cặp là một ổ một phích này 80.000. Còn cái ổ này 60, cái này 20. Đó. Phích đó là một hộp em bao ship ha. Một hộp của nó gồm 20 cái ha. Ổ này một hộp em cũng bao ship ha. Ổ này một hộp em bao ship ha. Hộp này là 10 cái ha. Là một hộp 600k á. Còn cái này là 20.000, là một hộp nó 400k ha. Một hộp 20 cái. Hộp ổ này 10 cái, hộp phích thì 20 cái ha. Rồi em nhắc lại ha. Dây cộng ổ này luôn 7m9 cho đến 8m3 ha. Dây Nhật nha anh em, vỏ cao su ha. Mềm là mềm mãi mãi theo thời gian ha, nó không bị cứng ha. Cao su nó là cao su giống như là cái nệm cao su Kindan mà nhé. Nó không có bị oxy hóa cho nên nó không cứng ha. Dây Makita hết nha anh em. À, dây 8m ha, 7m9, 8m, 8m1, 8m3 ha. Là em bán 250k một sợi ha. Có ổ này luôn ha. Ổ này có đèn, phích có đèn.
hai sợi thì em bao ship ha, một sợi em không bao ship nha anh em, hai sợi em bao ship đó. Rồi hết hàng ơi, thức đêm rất mệt quá anh em ơi. Tối hôm nay ba đêm thức tới 3-4 giờ sáng không, chắc ngày mai nghỉ bữa quá. Rồi em kết thúc clip này đây ha, anh em nào thấy thấy hay, thấy hàng đẹp thì cho em xin một like ha, để làm động lực tiếp làm clip tiếp theo ha. Anh em nào chưa đăng ký cho em một nút đăng ký ha. Còn anh em nào có thiện cảm nữa thì cho em xin một nút chia sẻ ha. Rồi chào anh em ha, hẹn anh em lại clip sau ha.